Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong clip này thì mình xin hướng dẫn quý vị và các bạn cách sử dụng động cơ bước với module Driver A4988. Thì trên thị trường hiện nay á, nó có rất là nhiều loại động cơ bước khác nhau. Có loại động cơ bước bé xíu, có loại động cơ bước bự. Thì thật ra cái cỡ này cũng chưa là bự đâu, mới là cỡ trung thôi. Nó còn một cái động cơ bước nhỏ nữa, nhỏ hơn nữa thì nó còn có cái driver đi kèm, đó là driver UNLN2003. Tuy nhiên mà động cơ bước lớn cỡ này á, thì thường thường người ta sẽ sử dụng một cái driver riêng. Và một trong những cái driver á, được dùng á, đó là module A4988. Thì đây là một cái module A4988 và nó được nó bao gồm là một con IC A4988 được tích hợp sẵn ở trong đây. Thực tế mình làm clip này là do lúc mà mình bán hàng cho khách hàng thì khách hàng ở tỉnh xa nên thành ra là yêu cầu hỗ trợ. Nhân đây thì mình cũng làm một cái clip và cũng là chia sẻ lên để mà tất cả mọi người cũng có thể tham khảo. Thì đây là loại động cơ bước có tất cả là 6 dây các bạn ạ. Còn cái đối với cái module này á thì nó chịu được dòng tối đa là 35A. Xin lỗi. Chịu dòng tối đa là 35V, xin lỗi nha. 35V 2A và cái nguồn nuôi cho con chip này là cái nguồn 5V. Bây giờ thì để cụ thể hơn á thì bạn Việt thì chuyên nghiên cứu về mảng động cơ, mảng cơ điện bên cửa hàng mình sẽ nói trình bày rõ hơn cho các bạn về cái module A4988 mà các bạn cùng theo dõi. Xin chào bạn. Ở trên đây mình lật úp lại á, thì mình sẽ thấy được chân direction, tức là chân này là chân điều hướng làm cho động cơ quay thuận. Để anh zoom nó vô. Từ nha. Ok. Rồi, chân bên trái này là chân điều hướng, direction, chân điều hướng. Tiếp theo là step, đó chính là chân mà cấp xung vào để điều khiển step motor của mình. Ngoài ra còn có các chân slip và reset. Thì slip và reset thông thường mình sẽ nối tắt với nhau để khi mà nó hết hoạt động, nó ngừng á, thì nó sẽ tự động reset về không luôn. Ngoài ra còn có các chân là MS3, MS2, MS1 là các chân để vi bước. Nhưng mà thật ra con A4988 này dòng rất là nhỏ nên mà khi vi bước lên á thì rất là dễ cháy. Nên mình khuyên là nên ít sử dụng. Nếu muốn sử dụng á thì phải đưa qua con phép khuếch đại. Ngoài ra còn có chân enable ở dưới cuối cùng, đó là chân kích tín hiệu cho con A4988 này hoạt động. Bên này gồm có các GND, VDD, đó là nguồn nuôi 5V cho con driver này. Ở dưới cùng này là gồm có VMOT và GND. Mình có thể cấp được từ dải 5V đến 36V. Ngoài ra còn có các chân là 1B, 1A, 2A, 2B. Thì đây là các chân mà để điều khiển step motor của mình. Rồi. Ok, thì các bạn chú ý thêm một điều nữa là ở đây ta nói về hai cái chân này, thì hai chân này là hai chân cấp nguồn 5V các bạn, GND và VDD cấp nguồn 5V. Còn cái chân mà chân VMDT và chân GND là chân các bạn cấp nguồn trong khoảng dưới 35V. Thì thí dụ như đây là mình sử dụng bình ắc quy 12V, mình cấp nguồn để cho cái con động cơ bước này nó chạy. Rồi việc nói thêm về cái xác định dây của cái động cơ bước đi em. Rồi, nếu như mà động cơ bước của mình á, thông thường nó có rất là nhiều loại, 4 dây, 6 dây, 8 dây, thậm chí có 10 dây. Ở đây mình sử dụng 6 dây. Đầu tiên á, là mình sẽ đo được loại 6 dây. Mình sẽ đo được hai cặp tương ứng của nó. Ví dụ như ở đây là bên này một cặp, tức là đây là một cuộn dây. Bên này là một cặp, là một cuộn dây. Khi ta bỏ cái dây mà chính giữa nó đi á, tức là ta đang xài hai cuộn đơn nối lại với nhau. Khi mà ta đo á thì ta sẽ đo như thế này. Ba này nó thông với nhau, tức là ta đo thông trở. Ba này thông với nhau. Sau đó ta tiếp tục đo ba này theo từng cặp. Nếu mà có hai cặp bằng nhau, thì cái dây mà dây chung á
đó là chính là dây chính giữa. Tương tự bên này cũng vậy, đo hai cặp điện trợ bằng nhau thì đó là dây chung là dây chính giữa. Và tất nhiên là hai cặp ngoài cùng là có điện trợ cao nhất thì mình sẽ xác định được các cặp dây tương ứng của nó. Thì cũng có một cái mẹo khác á, đối với loại 6 dây á, thì thông thường người ta sẽ định như sau. Ví dụ như bạn đếm theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì ta sẽ dùng là 1, 3, 4, 6, tức là bỏ hai cái dây hai bên ngoài ở giữa, bên đây một cái bỏ nè, đây là bỏ một cái nè. Thì đó là một cái mẹo thôi, có thể là không đúng với tất cả những cái động cơ bước đâu, nhưng mà trong trường hợp này thì đúng. Và có lẽ chút xíu nữa thì chắc là Việt sẽ hướng dẫn các bạn luôn cách đo bằng đồng hồ đo VOM em nhé. Ở đây thì Việt nói thêm các chân cắm đi em. Ở đây thì tương quan với cốt á, thì mình sử dụng như thế này, là chân enable của mình sẽ sử dụng là chân số 6, chân điều hướng, chân đít là mình sẽ sử dụng là chân số 4, và chân step thì mình sử dụng là chân số 2. Thì các bạn khai báo trong phần mềm là đúng theo thứ tự phần cứng. Ngoài ra nguồn cấp cho VDD và GND thì mình lấy từ nguồn Arduino. Arduino thì được cấp từ nguồn máy tính. Cái này cấp từ máy tính cũng được, hoặc là cấp một nguồn 5V khác hoặc là nguồn ngoài cũng được các bạn. Tại vì máy tính thì để đây để mà chúng ta sẽ nạp chương trình luôn. Thì ở đây là động cơ này đang quay 20 dòng quay tới, 20 dòng quay lui. Là do là một khách hàng mình đề nghị yêu cầu trợ giúp, thành ra là mình sẽ gửi code này cho khách hàng luôn. Và sẵn đây các bạn sẽ tham khảo cái mã code mà bên mình viết. Thì thật ra có nhiều cái cách khác nhau để mà viết cái code, có thể dùng thư viện hoặc là không dùng thư viện cũng được. Thì ở đây là dùng cách không dùng thư viện, là do bên mình viết luôn. Việc trình bày đi. Đầu tiên ta định nghĩa cách chân. Ta định nghĩa cách chân như hồi nãy mình có giới thiệu là chân enable là 6, step là 2 và chân điều hướng là chân số 4. Rồi ta khai báo trong vòng voice setup các chân này là output. Đồng thời ta kích chân số 6 ở mức low. Ta kích chân số 6 ở mức low. Thì chân số 6 này á là chân enable. Chân enable. Rồi. Ở đây để cho chắc một lần nữa thì ta kích chân enable ở mức low á, thì nó sẽ cho phép cái driver bắt đầu hoạt động, tức là nó kích ở mức thấp. Đồng thời nếu muốn quay thuận thì ta kích cái chân điều hướng, chân DIR này ở mức 2. Sau đó ta tiến hành băm xung bằng timer. Ví dụ động cơ này là có 200 step trên một vòng, thì muốn quay 20 vòng thì lấy 200 nhân 20 là 4000. Thì ta sẽ quét cho nó chạy từ 0 cho đến 4000 thì nó sẽ quay được 20 vòng. Đồng thời ta sử dụng lệnh này là lệnh băm xung timer, thì ta sẽ cho nó lên mức cao trong vòng 1 giây, tức là 1000 micro giây, tức là 1 mili giây. Rồi, xuống ở mức thấp 1 micro giây. Tương tự lặp lại như vậy là 4000 lần thì nó sẽ quay được 20 vòng. Sau đó ta sẽ dừng nó lại trong thời gian là 1 giây để cho nó khỏi hư động cơ, để nó thắng động cơ, này gọi là thắng động cơ. Sau đó ta điều hướng cho nó ở mức low, tức là nó đảo chiều lại. Thì ta cho nó đếm ngược lại thôi, đếm từ 4000 xung về lại 0, và mỗi lần thì giảm xuống một xung. Tương tự như ở trên thì nó sẽ quay ngược lại vị trí ban đầu. Cái lệnh delay microsecond đó là cái đơn vị của nó là 1/1000 của giây. Tức là đây 1000 thì tức là mới chỉ là 0.1 giây thôi, mà nó là rất là nhỏ. Căn bản nó là như vậy. Thì cái loại động cơ này là độ chính xác của nó 200 vòng một phút, 200 bước một vòng, tức là 1.8 độ một phút, thì nhân cho 200 mà được 360 các bạn. Bây giờ việc sẵn nói luôn về cái vấn đề đo xác định dây luôn việc. Ok. Mình phải tắt động cơ đi mình mới đo được. Em tắt động cơ đi. Rồi mời các bạn chúng ta xem những cái phần mà đo dây các bạn nhé. Rồi, đầu tiên là mình chỉnh qua chế độ gọi là đo thông mạch.
Thông thường ở đây mình sử dụng tiếng beep cho nó dễ xác định. Tiếng beep. Đây, tiếng beep. Đây, bộ đèn này beep. Thì mình mới đo từng cặp thôi. Kêu. Đo lần lượt ha. Kêu. Đây, nếu mà nó kêu thì ban này thông với nhau nè. Rồi, ban này không kêu nè. Không kêu. Không kêu. Đó, tương tự như vậy, ban này kêu. Kêu. Tức là mình được hai cặp cuộn dây riêng biệt với nhau. Hai cặp cuộn dây, bây giờ mình xác định được dây nào là dây chính giữa. Dây nào là dây chính giữa, mình đo điện trở qua thang đo điện trở 200 ohm thôi. Mình tiến hành đo điện trở. Đây 2.4 1.8. Đó, nó sẽ nhỏ hơn. Nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, 1.8. Như vậy là hai thằng này là lớn nhất là ngoài cùng. Hai này sắp xếp bằng nhau. Tức là thằng này là dây chính giữa nè. Nhìn nè, 1.8 nè. Cái này nó bị do vòng tay của mình á, Phúc. Ok. Đây, 1.8. Và tương tự bên này cũng vậy thôi. Và bên kia cũng tương tự. Ta cũng đo từng cặp thôi. Ta đo từng cặp. Ta đo ở đây ta ghi lại là dòng tay mình nó đây. 1 chấm. Rồi, tương tự như vậy. Đo nếu mà ta để như nguyên một sợi dây bất kỳ nào đó, tiếp thiết dây này hoặc dây này, ta đo. Ta thấy này nó gấp đôi lên. Nó gấp đôi này lên. Tức là mình chỉ cần đo hai lần thôi để xác định được đây, dây này dây chính giữa và dây này là hai dây đồng. Thì những cái phần liên quan tới động cơ bước thì mình đã trình bày đây rồi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại ở những clip kế tiếp.